Năm 2020 vừa qua thì thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ, tức là gần 24.000 tỷ đồng, thông tin từ tập đoàn công nghệ BKAV. Trong đó thì đáng chú ý là tấn công chuỗi cung ứng đã trở thành một xu hướng đáng báo động. Thay vì nhắm vào từng nạn nhân riêng lẻ thì tin tặc tấn công vào các nhà sản xuất phần mềm, mã độc được cài ngay từ khi phần mềm này xuất xưởng. Khi phần mềm này được tải về, mã độc sẽ được kích hoạt, tấn công vào hệ thống bảo vệ. Bên cạnh đó thì hàng trăm tỷ đồng cũng bị hacker chiếm đoạt qua tấn công an ninh mạng liên quan đến ngân hàng, trong đó chủ yếu là lấy cắp tin nhắn OTP của khách hàng. Trong năm qua thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải sử dụng các phần mềm làm việc trực tuyến, khiến nguy cơ bị tấn công mạng tăng cao. Các cái hình thức tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, tấn công có chủ đích APT, cài các cái phần mềm gián điệp theo dõi người dùng sẽ là những cái mục tiêu, các cái hướng tấn công chính của hacker trong năm 2021. Và để phòng tránh cái điều này thì người sử dụng thứ nhất là phải nâng cao cảnh giác, không bấm vào những cái đường link lạ khi mà nhận được qua email hay qua chat. Và đặc biệt là cần phải trang bị cho mình một cái phần mềm đảm bảo an ninh cho điện thoại, cho máy tính.